mặc cho nắng hay mưa, kể cả những năm tháng thôi đưa. Suốt 25 năm qua, mọi thứ có thể thay đổi, thế nhưng hương vị bánh mì cá nục của chị Oanh vẫn chưa hề đổi thay. Cứ bao nhiêu lượng đường, bao nhiêu lượng ngọt rồi cân lên, rồi cứ bỏ vô vậy thôi. Đừng có làm ít hơn mà đừng làm nhiều hơn thôi. Bởi vì khách của chị Oanh nói là chị Oanh nó bán 20 mấy năm chứ cái gia vị mình không thay đổi. Nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Bùi Đình Túy với chiếc bàn inox cũ kỹ chưa tới 2 mét vuông, nhưng quầy bán bánh mì cá nục của chị Oanh lúc nào cũng đông khách bởi cá nục rụt xương nức tiếng gần xa. Cá nục được chính tay chị Oanh lựa chọn kỹ càng, sau đó đem hầm 12 tiếng với mía và nước dừa cho cá có vị ngọt tự nhiên. Cộng thêm công thức nêm nếm gia truyền, càng làm cho bánh mì cá nục của chị Oanh thêm thu hút thực khách. Ngoài bánh mì cá nục, chị còn bán thêm xíu mại, thịt, bì cho thực khách có nhiều lựa chọn. Cái bì hồi đó là cô Oanh chỉ bán 3 món thôi, sau này cái khách, lượng khách người ta nói gì Oanh nói sao không bán thêm bì. Thì với chị Oanh mới làm bì, Oanh bán. Thì để nuôi con bì nay bán cũng được 10 mấy năm rồi. Tất cả các nguyên liệu từ mắm, mỡ hành, đồ chua đều do chính tay chị Oanh chế biến. Chỉ với 20.000 cho một ổ bánh mì cá, thực khách sẽ cảm thấy no căng vì nhân bánh mì khá nhiều, cộng thêm hương vị đặc trưng khiến cho thực khách một khi đã thưởng thức là sẽ ôm tương tư mãi về bánh mì cá nục của chị Oanh.